Buổi hẹn hò đáng nhớ. Này, em có muốn mình hẹn hò ở một chỗ thật là đặc biệt không? Hiểu ý anh rồi chứ? Đi theo anh nào. Em vào trước đi nha. À, đúng rồi. Anh chàng này thật lãng mạn quá đi. Thật là tuyệt vời. Anh quay trở lại rồi đây. Ủa, em đâu rồi? Ui, em vào nhầm bồn sao? Ảo thuật gia tài năng. Chào các bạn, đây là nhà ảo thuật. Ủa, chỉnh giờ sao? Ý gì đây nhỉ? Trời ơi, muộn mất rồi. Xin lỗi đã để quý vị phải chờ lâu. Màn biểu diễn đầu tiên của tôi, quý vị cùng xem này. Thế là cô ấy biến mất rồi. Gì thế này? Trời ơi, án mạng rồi. Thì ra là kế sách của tên sát nhân.